cập nhật tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa sân bay Long Thành. Tuyến canh mương hình thang dẫn thoát về hồ số 5. Đào mương hình thang. Máy đào bạt mái ta luy. Thi công đào tuyến mương thoát nước về hồ số 2. Thi công đào lòng hồ chứa số 4. Thi công đắp đất bờ hồ,